Ông ơi, sao ơi, ra đầu siêu to không? Trời ơi. Chi à. Chết bên này, wow, đó xuống bên này. Hello các bạn nha. Tiếp cô Bin các bạn ơi. Này sáng cô Bin sao cô Bin? Sáng bị có bầu hay vậy? Đàn ông mà có bầu á hả? À? Cấp gì cấp. Mới sáng giờ, ủa nãy mấy giờ ta, nãy quên con mấy giờ đó, 9 giờ mấy 10 giờ mà cô Bin ra giờ nói thèm cốc các bạn, kỳ không để trả không chạy nhà học online biết hả? Học ở nhà học online nghĩ tới cốc thèm vậy hả? học giờ nghĩ tới cốc chạy nước miếng hả? Rồi đó chứ các bạn, ở sau lưng mình á, nói chung có cây cốc để lát mình quay cho các bạn coi. Mình sẽ làm món cốc sốt. Mình sốt với đường, ớt, rồi muối ớt rồi các bạn. Xong mình sốt siêu cay lại. Xong mình sốc đều lên. Trời ơi, thấm đều vậy, vậy. Nghe em chưa hết chảy nước miếng vậy. Chưa hết còn chảy nước miếng vậy. Chưa hết cùng mình chảy nước miếng mọi người. Đây mọi người, mình có cây cốc khủng lắm, trái quanh năm. Đó, làm vô. Mới sáng thiệt tình cô Bin. Kìa mấy chậm mãi rồi. Mấy chậm bự bự đó Bin. Mấy chậm lẻ lẻ rồi con dễ giật hơn. Thấy cái cốc nhà mình khủng không các bạn? Cái cốc khủng thiệt chứ. Giật gì con trái trời. Chơi một chùm mà giật con trái. Cái cốc của mình là trái quanh năm luôn rồi. Cái cốc thái đây mình trồng cũng lâu lắm rồi. Gốc cốc cỡ này. Đó. Quá trời trái. Khoái hả? Trời nó khoe, trời nó khoe. Đó. Cô Bin sáng chơi cái món ác rồi cậu quá cô Bin. Sáng chơi cái món gì đâu mà tôi nghe nó chảy nước miếng vậy. Chảy nước miếng này hả? Đây. Đây 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 để cậu học cho Bin. Cậu mình học nha các bạn ơi. Mình học cũng được rồi, cái tài năng của mình bị gì các bạn ơi. Nè, cậu mình đang học cốc nè. Học gì luôn mà. À. Thấy không? Đó. Nhiều cái dính vô đây ra ta nhiều chưa? Con gì đâu lạ lùng. Giờ cốc này nãy giờ mình được nhiêu thấy vô đây nè bạn. Thấy không? Thứ gì chịu nổi. Sáng trời ác ngon đậu quá nha. Đó, thấy không? Thấy không? Thấy tài năng, cái nhân phẩm ta có, ta thấy ta học cái ghê không? Trời ơi. Nè nè, đưa vô đâu dính đó nè. Ê, quậy rồi. Đó. Dính luôn rồi, thấy không hả? Nhân phẩm của cậu mình ghê quá. Muốn hai cái là có hai cái. Nó rớt vô gì không em? Biết luôn nghe. Rớt vô đóng cứt bỏ luôn rồi em. Dạ lỡ nó ăn luôn rồi. Rồi thôi rồi. Đây 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 cho mày non nè. Con khoái ăn non thôi dạ. Non. Non. Thứ thì chịu nổi. Ơi. Đây. Đây. Dạ. Trời ơi. Thấy không nè nè. Rồi con Bin cầm đây. Xong cái rồi. Đây. Quá trời. Chết Bin ơi. Nhìn cái thao cốc. Ôi giờ mình với cô Bin gọt cốc nha bạn. Xong mình giờ cậu lát cậu làm cái nước sốt thần thánh nha. Siêu cay không? Siêu cay luôn. Siêu cay luôn hả? Biết gọt không? Hả? Gọt từ từ dần nước tay nha. Đó, gãy bớt thằng khỏi đi. Bớt không hả? Em bớt có gãy sao làm ăn được quá. Ngọt cấp phải làm với vợ mới được. Ngọt cấp không mà còn làm được, nó làm ăn gì vậy? Không, rồi làm gì để mốt có vợ mới làm được. Cái bông ra chứ. Cái cấp mà ăn tỏi nữa cũng được nè. Trời ơi, này là gia vị kiểu Thái Lan tao mới làm nha, chứ không phải giỡn rồi nha. Quá đã. Đừng ăn dụng nha. Để dần thử thách. Hèn quá nghe dụng đi.
Sáng cha con có đi chợ mua gì ăn không? Có. Mua gì ăn cơ? Mua trứng về. Hả? Mua trứng về nhà chiên. Ăn cơ đứng chiên hả? Vịt chiên hả? Gọt gì hai cậu cháu gọt lâu dữ hả? Đó, xong nha các bạn. Giờ cậu cháu mình cu bên rửa xong cái mình xẻ ra làm tư. Cái mình trộn với cái nước sốt. Sốt thần thánh của mình đây. Thôi để bật mí cho các bạn coi luôn ha bên. Dạ luôn, bật mí luôn. Đây là nước sốt của mình là toàn là nhà làm không nha các bạn. Mình gồm những thành phần muối với ớt với miếng bột ngọt, tí xíu là gì ngon, tí xíu nước mắm, 4-5 muỗng đường, đường nhiều cho nó dịu vị lại nha các bạn, cho thấm tại vì cốc có vị chua đó, trộn đều lên đơn giản, chủ yếu ớt nhiều cho siêu cay được các bạn. Tư nha bên. Thôi con mình lập đặt không hả nè, hứa gì chị nói. Thời gian cậu đã sát xong xuôi, làm tư làm tám làm bảy làm ba thì tùm lum hết bên đây này. Không đặt gì đâu mà nó đặt không dạ, cốc có đường nhiều á, nó cái này phải có thêm miếng nước mắm nữa mới được nha bên. Còn sau này con làm mà con phải thêm miếng nước mắm nữa, nước mắm vô nó thơm miếng cốc đó. Giờ cậu làm cho con ăn cái gì này nọ ngon không? Không chứ. Hết làm quá không? Đó. Thôi quá rồi bên đây. Này. Đó. Kêu là cốc sốt thái nè hả bên? Đúng rồi. À, cho sáng cậu ra còn đang ngủ. Thèm. Mình cô Bin trải nghiệm ăn, cố gắng ăn hết thau cốc nè. Ăn được nhiêu ăn rồi cho bên. Bó chết luôn. Thèm chưa? Hết thèm chưa? Còn thèm. Chưa ăn hả? Tại chưa ăn còn thèm. Đúng rồi, nó ngon. Đó. Thô. Qua nè. Cậu là cậu làm cho con là có 15 trái ớt á. Ít thôi đó. Gì mà ít? Nè. Trái cho con. Ngon. Trong thái giờ thái là phải có tỏi, miếng tỏi vô trộn cốc nữa mới ngon nha bạn. Mặc cảm giác nào? Hả? Muốn đã muốn ăn luôn rồi. Rồi test đi bên đây. Dạ mình thèm lắm rồi, mình ăn. Má bạn cũng ăn mình cốc nha, cốc trộn. Cốc trộn siêu cay. Giống như đây mà. Sao phải cay vậy mà? Ừ đó, cốc trộn siêu cay là phải cay chứ. Con muốn thấm vậy còn nhúng vô đó. Này đó, ăn luôn được. Đó. Mình có nghiêng một góc nước sốt, nghiêng đó cái cu bin có thêm nước sốt là cứ nhúng vô đó nha. Tại mình cũng trộn mới trộn chưa thấm các bạn. Sao bên? Sao chứ cậu thấy không ngon luôn được. Cho đã cần thèm á, cho tối sáng còn ngủ cái mặt còn ngu, mặt câu còn ngu luôn à, cứ sáng cái đi ra kêu giờ thèm cốc quá.
Tại nhà mình nhớ lại nhà của cậu mình có cốc nha bạn. Tại nhà mình có cây cốc trái quanh năm nha bạn ơi. Quanh năm luôn bên, mà ngậu luôn bên. Cây cốc trái quanh năm luôn ta. Đúng rồi. Trồng trúng cây cốc thiệt. Ăn hoài không hết, ăn hoài không hết. Rồi, ở sau lưng của bên là cái chuồng yến phụng của mình luôn nha mọi người. Đó, vàng vàng đó. Mấy chú yến phụng nè. À, cũng ngồi ngắm cô Bin ăn chảy nước miếng luôn rồi Ben. Ngồi nhìn ăn chảy nước miếng luôn rồi. Sáng ăn cơm chưa? Ăn cơm rồi phải không? Nói chứ thèm lắm nha các bạn. Thiệt tình, cô Bin chơi lần nào cũng chơi ác cậu luôn Ben. Đợt hổng cậu cháu mình chơi cái sừng bò là thấy mệt rồi. Mai tới cái mâm cốc này nữa. À. À. Trời ơi, chấm vô nước sốt nó thiệt. Quậy quậy nhiễu não luôn hả bạn? Quá đã bốc cái mùi lên cậu chịu không nổi luôn á. Thấy cậu làm cái nước ra vậy đó sao? Cay, ngon, nước nó cũng ngọt nữa bạn. Thơm thơm nữa phải không? Thơm nước mắm có thêm vị tỏi nữa vậy con mới ra kiểu kiểu Thái. Con ăn tỏi được luôn phải không? Mà ăn tỏi tốt mà bên. Vậy. Dịch bệnh nào? Nói bạn dịch bệnh nào bạn phải ăn tỏi nhiều lên chống Covid có sức khỏe đề kháng các bạn. Hay quá ha, biết giáo ha. Trời, cậu thấy cái mầm này thì khủng tới. Cái bài đường ăn cắp nhiều quá bạn ơi. Ăn cắp nhiều quá không tốt sức khỏe. Ăn vừa đủ thôi ha. Cái gì cũng ăn vừa đủ mới ngon ha. Nó cảm nhận sao mà thiệt, nói thiệt chứ. Nói thiệt mà ai mà cầm được máy quay mà ngồi quay cu bin ăn được vậy là cả vấn đề. Nữa. Ăn liên tục. Quá wow, ăn này là kích thích khán giả xem những người nào rầu nhất đâu em. Mấy chị em đang mang bầu hả? Chứ được chứ đâu phải mình không có bầu nha bạn. Trời mình chua thôi. Còn sao có bầu được? Trai làm sao có bầu được đó? Không bầu cho làm chua hoài hả? Không bầu cho làm chua hoài hả? Ngày nào cũng ăn chua được á. Mà ăn chua dễ ăn ha, ăn gì cũng phải có đồ chua vô nó kích thích mình hả bạn? Ngon mà. Quá trời. Chim hót sao líu lo nữa nè. Trời ơi, đáp nó bu lại đây nhận mình con rồi bạn. Cái nước đó có lý không? Còn cứ ăn cái con quạt vô đã vậy. Có lý luôn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
bên bên nói với cho cậu một miếng nữa bạn. Hả? Không, không thèm không được các bạn. Nó ngồi gần cái mùi cứ bốc lên nước miếng nó cứ chảy hoài. Mời các bạn miếng nha. Gì ghê. Gì ghê vậy. Thơm thơm tỏi nè. Thơm miếng nước mắm nữa nè. Đường nó dịu lại. Đã ghê ta. Ngon hả Biên? Ngon á. Ngon ha. Quá ngon. Ngon. Này có tỏi mới ngon nè Biên. Ai không tỏi là dở á. Tỏi cái vị nó thơm vô. Ai không thích ăn tỏi bỏ tỏi ra không được nha mọi người. Chào cô Biên. Cô Biên giờ đã quá các bạn ơi. Chịu quá nổi hả? Gì kỳ vậy? Tính ra nãy giờ con ăn cũng làm cũng nửa mâm rồi chứ. Mà sáng cậu cháu mình làm nhiều quá mà. Quá trời luôn nha các bạn. Nói chứ mình ăn cũng gì, mình ăn cốc mà mình ăn đồ chua, mình ăn dừa thôi các bạn. Cũng khuyến cáo mấy bạn nhỏ cũng như cỡ cô Biên nè. Mình ăn mấy đồ chua ăn hại bao tử đó, mình ăn cũng vừa phải thôi nha các bạn ơi. Chứ để hư bao tử rồi không? Về ăn cơm không được. Ăn vừa phải mới ngon không? Như thịt cá, gà, vịt đó mình ăn nhiều được. Còn đồ chua mình ăn nên ăn vừa phải thôi, ăn cố gắng thêm tí nữa thôi chứ đừng cố quá, mình quá cố luôn nữa các bạn. Chứ để mình vô mình test với cô Biên luôn các bạn. Mời bạn nha. Như cậu rồi không có cây. Mới vô. À. Mấy trái này em nghe là không chua nè. Dạ. Đồ ăn đã quá Biên. Dạ. Giờ cũng trưa nữa mà. Giờ hết sáng à. Trưa à. Đã ghê luôn mà. Xem cái này để dưa thấm như giờ vậy đây ngon à. Mà tháng mà phải ăn cơm trước thì mà ăn đầu trưa này các bạn. Để rồi chết luôn á. Bây giờ các bạn ôm hùng cậu 3 ngày luôn. Dục dục bao tử luôn á. Ngon á. Trời vậy luôn á. Chất lượng á Biên. Mình giỡn à. Các bạn làm theo cái công thức của mình thử làm món cốc sóc thái kiểu này thử rồi các bạn. Khỏi chê. Có miếng nước mắm á. Mắm tỏi rửa thơm luôn. Đúng rồi. Mắm tỏi rồi đã. Ăn này bắt ngay đi thôi Biên. Không có ngừng được Biên. Đó. Có đảo. Có đảo. Không ngừng được, không ngừng miệng không. Hết cơn thèm chưa? Cá sống hả? Mai bắt ăn cá tra với đìa lên hai cậu cháu mình ăn sống luôn. Cái gì? Thì không chạy. Mà cá tra thì cậu quá. Ăn hả? Vậy mới làm chứ. Chào.
Giải được vậy luôn. Mấy bạn nói chứ người lớn ăn được mà nhiều nhỏ ăn nhiều nhỏ mà ăn được mà người nào cũng quen à. Ối ra liền luôn bạn. Qua. Wow. Nói chứ clip mình dài tới đây rồi bạn. Cũng dài quá. Cũng lâu rồi. Đã quá quá. Bạn muốn mấy bạn muốn comment thì comment ở dưới. Ấn like, ấn cái chuông cho mình ủng hộ. Nói chung là mấy bạn ủng hộ cho mình nhiều like dữ vậy, thật già hoặc là nhiều tiền để mình có động lực mình quay cho mấy bạn con nữa. Đây là clip của cu Bin luôn nha các bạn. Này cu Bin sáng ra thèm cốc, cái mình mới đâu có cây cốc, hay mình cậu cháu mình ra chạm hai cốc vô cái mình làm nước sốt thái cái mình trộn. Hôm nay cu Bin nghĩ ra ý tưởng là thèm cốc rồi cũng làm sốt thái, cũng chia sẻ với mọi người cái món cốc sốt thái này luôn nha các bạn. Tại cái gia vị thường thường là mình hay làm tự gia vị mình làm á, cu Bin khoái gia vị của mình làm nha các bạn. Hôm nay mình cũng làm chia sẻ món cốc sốt thái này cho các bạn cùng thưởng thức với cậu cháu mình. Thôi giờ clip cũng vậy, ăn cũng đã quá rồi hả Bin? Dạ. Kết thúc rồi sao Bin? Kết thúc rồi, cậu cháu ngồi mâm mâm tí nữa ha. Thôi chứ clip này cũng tạm kết thúc ở đây nha các bạn. Các bạn đón chờ những clip sau đến từ kênh Quỳnh Khải Vlog của mình nha. Và đến từ những đến gì ta? Thôi để cu Bin để nay mai cu Bin có ý tưởng gì nó đến từ ý tưởng của cu Bin, có gì những clip có độc lạ gì không cái mình chia sẻ lên cho mọi người cùng xem nha. Các bạn nhớ nhấn like đăng ký cho hai cô cháu mình nha các bạn. Thôi bye các bạn luôn nha.